Xin chào các bạn. Bài hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc một cái mẫu túi tỏi hình một chú rồng xinh xắn như thế này. Mẫu này thì các bạn có thể để tỏi vào bên trong hoặc mình cũng có thể làm phụ kiện để trang trí phối đồ cho bé ha. Để làm được mẫu này thì cũng đơn giản, mình có để nguyên liệu ở bên dưới phần mô tả ha. Đầu tiên thì cần tạo cho mình một vòng tròn, móc và kéo len qua vòng tròn. Giữ nguyên vị trí này, móc lên một mũi móc xích. Móc vào vòng tròn ta vừa tạo là 7 mũi móc đơn ha móc đơn đầu tiên móc đơn thứ hai mũi móc đơn thứ ba móc đơn thứ tư móc đơn thứ năm móc đơn thứ sáu và mũi móc đơn thứ bảy sau đó ta nắm sợi len ngắn gút thật mạnh lại cho vòng tròn của mình nhỏ lại đâm kim vào chân của mũi móc đơn đầu tiên móc một mũi giờ để kết thúc vòng nhưng lưu ý nè, mỗi khi mà mình kết thúc vòng á Để không có bị cái điểm G khi mình kết thúc mỗi vòng móc Thì các bạn sẽ làm cho mình như sau ha Ta sẽ kéo cái sợi len đang cầm trên tay thật mạnh lại cho cái nút của mình nó sát với đầu kim nè Sau đó các bạn đâm kim cho mình vào chân của mũi móc đơn đầu tiên Móc vào đây một mũi dời Lúc này các bạn sẽ kéo dài cho mình sợi len lên một tí Sau đó mình sẽ guốc lại cho cái mũi dời của mình nhỏ lại như vậy là cái điểm này nó sẽ giúp mình không có bị điểm G khi hoàn tất được vòng ha. Móc lên một mũi móc xích. Vòng móc đầu tiên có 7 mũi móc đơn, tạo ra 7 chân cho vòng móc thứ hai. Thì vòng móc thứ hai mỗi chân móc 2 mũi móc đơn cùng chân móc. Chân đầu tiên sẽ là chân mình vừa móc mũi giờ kết thúc vòng đầu nè. Móc vào đó 2 mũi móc đơn cùng chân móc ha. Sau đó sẽ làm tương tự cho 6 chân còn lại. Mỗi chân móc cho mình 2 mũi móc đơn vào cùng chân móc. Chân thứ ba cũng móc 2 mũi móc đơn. Chân móc thứ tư tương tự, móc 2 mũi móc đơn cùng chân móc. Chân móc thứ năm cũng móc 2 mũi móc đơn. Chân thứ sáu tương tự, 2 mũi móc đơn cùng chân móc. Và chân thứ bảy là chân cuối cùng cũng móc 2 mũi móc đơn cùng chân móc ha. Sau khi hoàn tất được vòng thứ hai, ta sẽ có tổng cộng là 14 mũi móc đơn tiếp tục kéo cho mình cái sợi len cho nó sát với lại đầu kim ta đâm kim vào chân mũi móc đơn đầu tiên móc một mũi dời kéo dài sợi len lên một tí sau đó guốt lại cho mũi dời của mình nhỏ lại ta hoàn tất được vòng thứ hai ha tiếp tục đến vòng móc thứ ba thì vòng móc thứ hai nó sẽ tạo ra 14 chân móc cho vòng móc thứ ba vòng móc thứ ba móc theo công thức như sau chân đầu tiên móc cho mình một mũi móc đơn vào chân đầu tiên trước sau đó chân thứ hai sẽ móc hai mũi móc đơn cùng chân móc. Như vậy là ở vòng này mình sẽ móc theo cái cụm móc như thế này. Một móc đơn sau đó là hai móc đơn cùng chân móc ha. Móc tương tự cho đến hết vòng. Một móc đơn nè, sau đó sẽ là hai móc đơn cùng chân móc vào chân kế bên. Ta sẽ có được cụm thứ hai. Cụm cuối cùng sẽ nằm ở hai chân móc cuối cùng ha. Một móc đơn, sau đó là hai móc đơn cùng chân móc thì sau khi kết thúc cái vòng này mình sẽ có tổng cộng là 7 cái cụm móc liên tiếp ta tăng được 7 mũi cho vòng móc này tiếp tục kết thúc vòng nè móc lên một mũi móc xích ở cái vòng móc thứ tư thì vòng móc thứ tư các bạn sẽ dựa cho mình vào vòng móc thứ ba vòng thứ ba của mình có một mũi móc đơn lẻ ở mũi chân nè sau đó là hai mũi móc đơn cùng chân móc thì các bạn sẽ tăng tịnh tiến cho mình số mũi móc đơn lẻ lên một mũi ở đây mình có một mũi thì hàng kế tiếp móc cho mình hai mũi móc đơn mỗi chân sau đó sẽ là hai mũi móc đơn cùng chân móc ha nó đã tăng được một mũi so với vòng phía trên rồi nè thì chân kế tiếp sẽ là hai mũi cùng chân móc ta sẽ có được một cụm móc như thế này các bạn cũng tiếp tục móc tương tự cụm này cho mình cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng thì khi kết thúc mình sẽ có tổng cộng là 7 cụm móc liên tiếp ha hai mũi móc đơn mỗi chân sau đó sẽ là hai mũi móc đơn cùng chân móc. Ta sẽ có được cụm thứ hai. cụm thứ bảy nó sẽ nằm ở ba chân móc cuối cùng ha. Hai mũi móc đơn sau đó là hai mũi móc đơn cùng chân móc. Thì vòng móc này mình cũng tăng được 7 mũi ha. Tiếp tục kết thúc vòng. Móc lên một mũi móc xích. Đến vòng móc thứ năm thì các bạn cũng dựa cho mình vào vòng móc bên trên nó, tức là vòng thứ tư mình có hai mũi mỗi chân xen hai mũi cùng chân thì vòng kế tiếp tiếp tục tăng tịnh tiến số mũi móc đơn lẻ mỗi chân lên một mũi thì mình sẽ có ba mũi móc đơn mỗi chân ha một hai và ba sau đó sẽ là hai mũi móc đơn cùng chân móc ta sẽ có được cụm móc như thế này các bạn sẽ làm tương tự cho mình cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng sau đó mình sẽ móc thêm nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa. Các hàng móc kế tiếp thì cũng tăng tịnh tiến số mũi móc đơn lẻ lên từng mũi. Ví dụ hàng này 3 mũi thì hàng kế tiếp sẽ là 4 mũi ha, 5 mũi và xen kẽ sẽ là hai mũi cùng chân móc. Và ở đây mình cũng có một lưu ý nhỏ, khi các bạn móc theo công thức như mình móc nè, thì mình để ý nè, ở mỗi cái cụm móc ta có hai mũi móc đơn móc vào cùng chân móc. Thì cái cụm của phía dưới nó cũng nằm ở phía trên nè, đây. Nó cứ nằm chồng lên nhau liên tiếp như thế này. Thì khi các bạn cứ tăng cho mình thêm nhiều hàng móc và theo công thức Thì các cái mũi này nó cứ chồng lên nhau hoài Nó sẽ bị những cái góc Đây những cái góc giống như mình đang có ở đây nè Nó chầm chồng lên nhau nó sẽ bị những cái góc như thế này Nó sẽ không có được tròn đều cho cái phần túi của mình ha Thì để nó tròn đều các bạn sẽ tiến hành tản mũi cho mình Đối với những hàng móc mà có cái số mũi móc đơn lẻ mỗi chân là số lẻ Thì mình cứ móc theo công thức còn những cái hàng móc mà có cái số mũi móc đơn lẻ là số chẵn Ví dụ như cái hàng này 3 mũi mỗi chân nè Thì mình sẽ móc theo công thức ha Còn hàng kế tiếp là 4 mũi mỗi chân Xen 2 mũi cùng chân thì các bạn sẽ móc cho mình như sau Móc cho mình vào hai chân đầu tiên Mỗi chân là một mũi móc đơn trước nè Chân đầu tiên luôn luôn là chân mình móc mũi giờ kết thúc vòng phía dưới ha Mình sẽ móc hai mũi móc đơn mỗi chân trước được hai mũi mỗi chân rồi móc vào chân kế bên hai mũi cùng chân và sau đó hai chân kế tiếp móc cho mình mỗi chân là một mũi móc đơn như vậy là ta sẽ có được cụm móc như thế này hai mũi mỗi chân hai mũi cùng chân và hai mũi mỗi chân thì khi cộng lại các cái mũi này nè ta sẽ có tổng cộng là bốn mũi mỗi chân xen hai mũi cùng chân ha lúc này những cái mũi móc mà ta móc vào cùng một chân móc á hai mũi móc đơn móc vào cùng chân móc nó nằm so le với nhau chứ nó không có nằm chồng lên nhau các bạn cứ móc xen kẽ cho mình nè hàng nào là số lẻ thì mình cứ móc theo công thức còn hàng là số chẵn thì mình cứ đưa hai mũi móc đơn cùng chân vào chính giữa để mình tản mũi ra ha, thì nó sẽ giúp cho vòng tròn của mình nó tròn đều hơn. Sau khi đã móc xen kẽ được thêm nhiều hàng móc thì lúc này cái vòng móc của mình sẽ có tổng cộng là 8 vòng. Hàng kết thúc cuối cùng của mình sẽ là 3 mũi mỗi chân, 2 mũi cùng chân và 3 mũi mỗi chân, tức là 6 mũi mỗi chân xen 2 mũi cùng chân ha. Vòng tròn của mình nó đã được đều hơn rồi nè. Thì đây sẽ là mặt sau ha. Mặt sau thì khi móc xong các bạn sẽ tiến hành cắt len cho mình. Sau đó mình sẽ tiến hành móc hai cái phần tai hai bên trước. Thì mình đã có móc sẵn một tai rồi nè, bây giờ mình sẽ móc tai thứ hai ha. Hai vòng trong của tai các bạn sẽ móc cho mình theo công thức tương tự giống như cái lòng trong ha. Vòng 1 móc 7 mũi đơn và vòng 2 móc 7 chân đó, mỗi chân hai mũi móc đơn cùng chân móc. Ta sẽ có được cái độ rộng ở bên trong. Bây giờ mình sẽ móc cái phần thân ngoài, ở cái sợi len thừa của phần màu trắng nè Phía trước nó là chân móc mình vừa móc mũi giờ kết thúc Thì phía sau nó là chân của mũi giờ Là cái chân mà các bạn gút nhỏ lại á Các bạn sẽ đâm kim cho mình vào đó Và cái chân mà mình gút nhỏ lại ha Sau đó mình sẽ đưa cái sợi len màu xanh ra phía sau Kéo sợi len qua chân móc Móc lên một mũi móc xích Ở cái vòng thứ hai của cái phần màu trắng bên trong mình có 14 chân các bạn sẽ móc cho mình chân đầu tiên một mũi móc đơn chân thứ hai cũng móc cho mình một mũi móc đơn chân thứ ba móc một mũi móc đơn và chân thứ tư cũng móc một mũi móc đơn khi có cho mình được bốn mũi móc đơn vào bốn chân rồi thì bây giờ mình sẽ tạo những cái họa tiết cho cái phần tay của mình ha móc cho mình vào cái chân móc thứ năm một mũi móc đơn tiếp tục móc thêm một mũi nửa kép vào cùng chân móc đó từ đây móc lên hai mũi móc xích Sau đó ta đâm kim vào cái chân của mũi móc xích đầu tiên Tức là cái mũi sát với lại mũi nửa kép nè Móc vào đó cho mình một mũi dời Sau đó tiếp tục móc thêm một mũi nửa kép vào cùng cái chân móc ta móc mũi nửa kép đó luôn nè Và thêm một mũi móc đơn nữa Như vậy là chân móc đó sẽ có bốn mũi ha một đơn một nửa kép hai xích một dời một nửa kép và một đơn để kết thúc thì đâm kim vào chân kế bên móc một mũi dời ta sẽ có được một họa tiết như thế này. Đến cái họa tiết thứ hai thì cũng tương tự nè. Móc vào chân kế bên một mũi đơn, một mũi nửa kép, sau đó lên hai mũi móc xích. Đâm kim vào chân của mũi móc xích đầu tiên, móc một mũi dời. Tiếp tục là một mũi nửa kép và một mũi móc đơn vào luôn cùng một chân móc. Sau đó kết thúc sẽ đâm kim vào chân kế bên móc một mũi dời đã hoàn tất được cái họa tiết thứ hai và họa tiết thứ ba cũng làm tương tự ha. Một mũi đơn, một mũi nửa kép vào cùng chân móc, lên hai mũi xích, móc vào chân xích đầu tiên một mũi dời, tiếp tục một mũi nửa kép vào cùng chân móc và một mũi móc đơn. Sau khi đã hoàn tất được đến họa tiết thứ ba rồi, thì lúc này mình sẽ còn lại năm chân móc cuối cùng năm chân móc này mỗi chân móc cho mình một mũi móc đơn vào mỗi chân móc ta sẽ có năm mũi móc đơn vào năm chân ha mũi đầu tiên nè khi móc mà các bạn gặp những sợi len thừa thì cứ giấu cho mình vào trong mũi móc nha mũi thứ tư nè và mũi thứ năm sau đó kết thúc đâm kim vào chân của mũi móc đơn đầu tiên móc một mũi dời móc lên một mũi móc xích kéo và cắt len sau đó giấu cho mình sợi len thừa vào trong các cái mũi móc, ta sẽ hoàn tất được một cái phần tay như thế này ha. Hoàn tất được hai tay rồi tiếp tục móc cho mình phần thân trước. Thì phần thân trước các bạn cũng móc cho mình theo công thức tương tự như phần thân sau và số hàng móc cũng bằng nhau luôn nè. Sau khi đã có được tổng số hàng móc bằng rồi thì đến đây các bạn sẽ đưa cho mình cái phần tay. Thì ở cái phần tay của mình sẽ có tổng cộng là 9 mũi móc đơn lẻ ở mỗi chân nè thì chính mũi này các bạn sẽ đếm cho mình từ trên xuống dưới vào chân móc thứ tư đếm cho mình vào chân móc thứ tư từ cái phần họa tiết đầu tiên này nè một mũi nè hai mũi ba mũi và đâm kim vào cái chân thứ tư ha đồng thời các bạn cũng đâm kim cho mình vào cái chân ta móc mũi giờ kết thúc của cái phần thân ở mặt trước đây chân móc đầu tiên luôn ha là chân mình mình móc mũi giờ kết thúc nè và mình cũng đưa cái mặt sau Mặt sau thì các bạn sẽ đưa cho mình cái mặt trái vào trong ha Mặt phải ở bên ngoài nè Chọn cho mình một chân móc bất kỳ Mình có thể chọn một chân móc bất kỳ ha Sau đó móc vào đây cho mình một mũi dời vào ba cái đường móc mà mình vừa đâm kim luôn Tiếp tục sẽ đâm kim cho mình vào cái chân móc thứ kế bên nè tức là chân mũi mờ mũi giờ kế bên nè và hai cái chân móc hai bên của phần thân trước và thân sau tiếp tục móc vào đây mũi giờ thứ hai mũi giờ thứ ba cũng đâm kim vào chân kế bên và hai chân tương ứng ha ta có được mũi giờ thứ ba và mũi giờ thứ tư vào ba chân nè sau khi đã móc cho mình được bốn cái mũi dời liên tiếp ta đã nối được một phần tay vào rồi thì các bạn di chuyển kim cho mình đến phần thân trước và thân sau lúc này mình sẽ đâm kim vào hai chân móc tương ứng với nhau của thân trước và thân sau cứ móc cho mình một mũi dời vào hai cái chân móc tương ứng đó các bạn sẽ móc lần lượt tương tự cho các chân móc còn lại mình sẽ móc cho đến một cái khoảng tương ứng với cái phần tay mà mình đang khó ở đây ha. Thì tùy vào sở thích thôi khoảng cách này các bạn có thể thay đổi ha. Thì sau khi mình đã móc được các cái mũi giờ cho đến một bên này rồi thì bây giờ mình sẽ tiếp tục nẹp cái phần tay còn lại. Các bạn cũng làm tương tự nè. Mình sẽ đâm kim vào chân móc thứ tư tính từ dưới lên từ cái họa tiết đầu tiên này. Đâm kim vào chân thứ tư nha. Đâm kim vào chân thứ tư của phần tay nè sau đó tiếp tục đâm kim vào cái chân móc kế bên của thân trước và chân móc tương đương của thân sau ba cái chân móc như thế này móc vào đây một mũi giờ đầu tiên tiếp tục mũi giờ thứ hai vào ba chân móc tương ứng mũi giờ thứ ba vào ba chân móc tương ứng kế tiếp và tiếp tục là mũi dời thứ tư ha. Cũng vào ba chân móc tương ứng với nhau luôn. Khi đã nẹp được hai tay rồi các bạn đâm kim cho mình vào hai cái chân móc của mặt trước và mặt sau. Móc vào đó một mũi dời. Sau đó mình sẽ kéo dài sợi len và cắt len. Lúc này sợi len đang nằm ở mặt phải nè, ta đâm kim từ dưới lên trên vào chân móc mình vừa móc mũi dời kết thúc, sau đó kéo sợi len ra phía sau và giấu cho mình sợi len thừa vào trong các cái mũi móc thì mình sẽ hoàn tất được hai tay gắn vào trong thân rồi nè bây giờ mình sẽ móc cái phần sừng ha ở đây mình cũng đã móc sẵn một cái sừng như thế này rồi nè thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn đối với sừng thì mình sử dụng màu len hơi tối nên các bạn có thể nhìn công thức và móc cũng được ha mình sẽ tạo một vòng tròn sau đó móc vào vòng tròn này 6 mũi móc đơn một hai 3, 4, 5 và 6. Sau đó gút lại cho vòng tròn nhỏ lại. Đâm kim vào chân mũi móc đơn đầu tiên móc một mũi dời. Vòng này có 6 mũi móc đơn tạo ra 6 chân cho vòng kế tiếp. Vòng kế tiếp các bạn sẽ móc cho mình mỗi chân là một mũi móc đơn. Thì ta sẽ có 6 mũi móc đơn vào 6 chân ha. Mũi đầu tiên nè. Mũi thứ hai, mũi thứ ba, mũi thứ tư, mũi thứ năm, và mũi móc đơn thứ sáu vào chân thứ sáu sau đó kết thúc đâm kim vào chân mũi đơn đầu tiên chứ không đâm vào chân mũi giờ nhé móc lên một mũi móc xích vòng thứ hai có 6 mũi móc đơn tạo ra 6 chân cho vòng thứ ba vòng thứ ba các bạn móc cho mình công thức là hai mũi móc đơn mỗi chân sau đó là hai mũi móc đơn cùng chân móc ta sẽ có được cụm móc như thế này hai mũi mỗi chân xen hai mũi cùng chân nè móc cho mình cho đến hết vòng thì mình sẽ có tổng cộng là hai cụm như thế này ha cụm thứ hai nè hai mũi móc đơn mỗi chân sau đó là hai mũi móc đơn cùng chân móc thì sau khi kết thúc vòng thứ ba mình sẽ tăng lên được hai mũi ta có tổng cộng là 8 mũi móc đơn ha thì tiếp tục đến vòng móc thứ tư tám mũi đó các bạn sẽ móc cho mình mỗi chân là một mũi móc đơn Hoàn tất rồi thì tiếp tục kết thúc vòng ha. Móc lên một xích nè. Hàng kế tiếp cũng tiếp tục làm tương tự cho mình, mỗi chân làm một mũi móc đơn, ta cũng có 8 mũi móc đơn vào 8 chân. Sau đó kết thúc vòng. Móc lên một xích. Kéo và cắt len các bạn sẽ cắt cho mình một đoạn len vừa đủ dài để mình sử dụng đoạn len đó khâu vào trong thân của uh, túi tỏi ha lưu ý khi khâu thì mình sẽ gặp lại cho cái sợi len nó nằm qua một hướng sau đó mình sẽ khâu lại ta sẽ xỏ sợi len này vào trong kim khâu để khâu lại thì các bạn sẽ khâu cho mình cái phần sừng này sát mép với cái mặt trước của túi tỏi và sát cái phần tai luôn ha đặt theo cái hướng này nè thì mình có 8 mũi móc đơn sẽ tạo ra được bốn chân móc khi mình gặp đôi lại thì các bạn đâm kim cho mình vào cái chân móc đầu tiên sát với cái phần tay và lưu ý đâm kim vào mặt trước thôi nha chứ không đâm kim vào hai mặt vào mặt trước thôi nè sau đó mình đâm kim luôn vào hai cái chân móc ở cái phần sừng hai chân móc tương ứng với nhau nha tiếp tục đâm kim vào chân kế bên của phần thân nè và hai chân móc song song ở cái phần sừng và làm tương tự ha khâu lần thứ ba và hộp chân thứ ba nè và tiếp tục khâu lần thứ tư và hai chân cuối cùng ha khi mình khâu đến hai chân cuối cùng rồi thì hai chân cuối cùng này các bạn sẽ khâu cho mình hai lần để mình cố định lại được cái đường khâu Sau đó mình sẽ giấu len thừa vào trong các cái mũi móc ở phần tai. Các bạn sẽ khâu tương tự cho mình ở phần sân còn lại và sát với mép tai còn lại nha. Bây giờ mình sẽ móc cái phần mũi phía trước trước ha. Tạo cho mình một nút, móc và kéo len qua vòng tròn, sau đó kéo sợi len dài để thành một nút. Khi đã có được một nút rồi móc lên bốn mũi móc xích. 1 2 3 và 4 ta sẽ có được cái độ dài bề ngang của phần mũi nè tiếp tục móc lên một mũi móc xích và chân móc thứ tư đó móc cho mình vào đó hai mũi móc đơn cùng chân móc hai chân móc kế tiếp mỗi chân móc một mũi móc đơn vào chân thứ ba là một mũi móc đơn nè chân thứ hai là một mũi móc đơn còn lại một chân móc cuối cùng thì chân đó các bạn sẽ móc cho mình bốn mũi móc đơn vào cùng một chân móc mũi thứ hai móc đơn thứ ba và móc đơn thứ tư vào cùng chân móc. Sau khi đã có được bốn mũi vào chân cuối cùng rồi thì lúc này mình di chuyển kim đến các cạnh bên này, mình còn lại ba chân móc thì móc cho mình hai mũi móc đơn vào hai chân liên tiếp với nhau. Còn lại một chân móc cuối cùng thì chân đó ban đầu mình có móc hai mũi móc đơn cùng chân móc. Bây giờ các bạn móc tiếp cho mình vào đó hai mũi móc đơn nữa. Như vậy là ta sẽ có được bốn mũi móc đơn vào cái chân móc cuối cùng này. Tiếp tục kết thúc vòng, đâm kim vào chân mũi móc đơn đầu tiên, móc một mũi dời. Lưu ý nhớ guốc lại cho mình mất cái mũi dời đi ha. Móc lên một xích. Đến cái hàng móc thứ hai, các bạn sẽ móc cho mình hai chân đầu tiên, mỗi chân là hai mũi móc đơn cùng chân móc. Chân đầu tiên hai mũi móc đơn. Chân thứ hai cũng móc hai mũi móc đơn. Sau đó tiếp tục hai chân kế tiếp mỗi chân móc một mũi móc đơn, đến cái chân móc kế bên sẽ là chân đầu tiên của bốn mũi mà mình móc vào cùng một chân móc thì bốn cái chân đó các bạn sẽ móc cho mình mỗi chân hai mũi móc đơn ta sẽ có nè chân đầu tiên móc hai mũi móc đơn nè chân thứ hai móc hai mũi móc đơn chân thứ ba của bốn mũi đó cũng móc hai mũi móc đơn và chân thứ tư là chân cuối cùng cũng móc hai mũi móc đơn sau đó tiếp tục di chuyển kim đến hai chân kế bên mỗi chân móc một mũi móc đơn ta sẽ có được mũi móc đơn đầu tiên nè mũi móc đơn thứ hai ba còn lại hai chân móc cuối cùng thì hai chân móc đó mỗi chân móc hai mũi móc đơn cùng chân móc sau khi đã hoàn tất được hàng móc thứ hai thì kết thúc vòng nè kết thúc vòng các bạn cũng nhớ rút lại cho cái mũi giờ nhỏ lại nha như vậy là phần mũi của mình nó sẽ có cái độ to rộng dần lên nè. Mình sẽ móc tiếp một hàng tăng mũi nữa. Móc cho mình cũng móc một móc đơn. Sau đó là hai móc đơn cùng chân móc. Thì như vậy cái này mình sẽ gọi là một cụm đi ha. Đây được một cụm rồi tiếp tục móc thêm cho mình cụm thứ hai vào hai chân kế bên. Một móc đơn, sau đó là hai móc đơn cùng chân móc. Khi đã móc cho mình được hai cụm liên tiếp rồi thì hai chân kế tiếp mỗi chân móc một mũi móc đơn. Đến chân móc kế bên sẽ là chân đầu tiên của cái cụm mà ta móc hai mũi móc đơn cùng chân móc á, mình sẽ có 8 cái chân móc. Thì 8 cái chân móc đó móc cho mình bốn cụm liên tiếp ha. Cụm đầu tiên nè. Tiếp tục cụm thứ hai. Cụm thứ ba. Và cụm thứ tư. Sau khi móc được bốn cụm rồi thì hai chân kế tiếp mỗi chân móc một mũi móc đơn. Còn lại bốn chân móc cuối cùng thì móc cho mình hai cụm. Một móc đơn và hai móc đơn cùng chân móc ha. Cụm cuối cùng nó nằm ở hai chân cuối cùng nè. Sau đó kết thúc vòng. Như vậy là phần mũi của mình nó sẽ có cái độ to rộng ra và tương thích với cái mặt của rồng rồi nè những bạn nào mà thích cho cái mũi của rồng á, nó có cái độ phòng lên á thì các bạn sẽ móc thêm cho mình một hàng móc nữa để tạo độ phòng còn những bạn nào mà không thích thì mình có thể để mặt phẳng và mình đính vào thôi ha mình sẽ móc mỗi chân là một mũi móc đơn vào mỗi chân móc thì mình sẽ có tổng cộng là 28 mũi móc đơn vào 28 chân ha sau khi hoàn tất được phần mũi thì mình sẽ có được một cái độ phòng như thế này Các bạn sẽ cắt cho mình một đoạn len vừa đủ dài Mình sẽ sử dụng kim khâu và mình khâu vào bên trong Mình sẽ khâu vào mặt trước Những bạn nào mà để mặt phẳng thì mình sẽ dùng keo hoặc là mình khâu vào cố định mặt phẳng ha Còn nếu mà tạo độ phòng thì nhồi cho mình một ít gòn vào bên trong Tiếp theo thì mình sẽ móc dây và sừng ha Các bạn tạo một nút Móc và kéo len qua vòng tròn sau đó kéo sợi len dài để thành một nút có được một nút rồi mình sẽ đâm kim vào mặt sau. Chọn cho mình một chân móc nằm chính giữa hai sừng của mặt sau nha. Sau đó đâm kim vào cái chân móc tương ứng đó. Kéo nút vừa tạo qua chân móc. Từ đây móc lên một dây móc xích mà khi mà mình gặp lại á, nó sẽ có được cái độ rộng để mình có thể đeo vào trong thân của bé ha. Nó có thể dao động tầm khoảng 140 cho đến 170 mũi móc. 4 5 6 7 8 9 10 sau khi đã có được cái độ dài của sợi dây gặp lại nó đã có được cái độ rộng để mình đeo vào trong thân rồi Thì chọn tiếp cho mình một chân móc nằm chính giữa của thân trước Thì các bạn lấy cho mình cái chân móc nằm chính giữa đó Nhưng mà lúc này mình sẽ đâm kim từ dưới lên trên vào cái chân móc nằm chính giữa đó móc vào một mũi dời Ở cái phần này mình sẽ đâm thẳng ha Đâm kim vào chân mình vừa móc mũi dời đó sau đó đâm thẳng xuống dưới cái chân móc phía dưới nè Móc vào đây một mũi móc đơn sau đó tiếp tục đâm kim vào cái chân móc mà mình vừa đâm xuống dưới đó và đâm kim vào cái chân móc thẳng ở bên dưới của hàng phía dưới móc vào tiếp một mũi móc đơn các bạn cứ làm tương tự cho mình cho đến gần sát cái phần mũi phía dưới ha cứ đâm kim vào chân móc mà mình vừa đâm kim lên nè đâm xuống dưới sau đó kéo xuống dưới cái chân móc tương đương móc vào mũi móc đơn ha và lần lượt làm tương tự nè Khi đã có được một cái độ dài cho cái phần sừng trước rồi thì móc lên cho mình một mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại. Mình có những cái chân móc cụ thể thì chân đầu tiên móc một mũi móc đơn. Ở cái chân móc thứ hai các bạn sẽ tạo cho mình một cái phần sừng nhỏ và tương tự giống như là cách mà mình móc cái phần sừng ở trong cái tai á. Một mũi đơn, một mũi nửa kép, sau đó lên hai mũi bính. Móc vào cái chân của mũi đầu tiên một mũi dời. Và tiếp tục cũng cái chân móc đó luôn, móc cho mình một mũi nửa kép nữa. Và một mũi móc đơn. Sau đó kết thúc đâm kim vào chân kế bên móc một mũi dời. Ta sẽ hoàn tất được cái sân đầu tiên. Tiếp tục đến cái sân thứ hai cũng tương tự. Một đơn. Một nửa kép. Hai mũi móc xích. Một mũi dời vào xích thứ nhất tiếp tục một mũi nửa kép vào cùng chân móc và một mũi móc đơn sau đó móc một mũi dời vào chân kế bên thì cái phần sân này tùy vào cái số mũi móc mà các bạn có thể phân chia cho mình cái số sân phù hợp mình cũng có thể nếu mà không đủ mũi á, thì cũng có thể móc lên cái xích mà mình tạo sợi dây ha lúc này mình còn lại một chân móc cuối cùng thì cũng móc cho mình một sân tương tự nè một đơn một nửa kép lên hai bính móc một mũi dời vào bính đầu tiên tiếp tục một mũi nửa kép và một mũi móc đơn vào cùng một chân móc luôn sau đó kết thúc đâm kim vào cái chân xích của cái sợi dây á móc một mũi dời kéo dài sợi len và cắt len các bạn cũng giấu sợi len theo cái chiều mà sợi len đang có ha kéo cái sợi len ra phía sau nè sau đó giấu sợi len thừa vào trong mũi móc thì mình sẽ hoàn tất được cái phần sừng như thế này. Bây giờ mình sẽ tạo cái phần râu. Về phần râu của rồng mình sẽ có hai chiều, một chiều bên phải và một chiều bên trái ha. Các bạn sẽ tạo cho mình chiều đầu tiên nè. Tạo một nút, sau đó từ đây móc lên 10 mũi móc xích. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 và 10. Sau khi được 10 mũi tạo độ dài cho cái sợi râu rồi thì móc lên một mũi móc xích sau đó chân thứ 10 móc một mũi dời chân thứ 9 móc cho mình hai mũi dời vào cái chân thứ 9 luôn chân thứ 8 cũng móc 2 mũi dời sau đó sẽ bỏ qua chân thứ bảy móc vào chân thứ Sáu một mũi dời bỏ qua chân thứ 5 móc vào chân thứ tư một mũi dời bỏ qua chân thứ ba móc vào chân thứ hai một mũi dời và chân cuối cùng móc một mũi dời những cái sợi len này khi kết thúc các móc lên một xích cắt len thì các bạn có thể cột lại hai đầu dây lại sau đó giấu lên thừa vào trong mũi móc hoặc mình còn có thể dùng keo mình chích lại ha ta sẽ được một cái sợi bên này rồi thì tiếp theo sợi còn lại sợi còn lại thì mình sẽ làm ngược lại các bạn sẽ tạo cho mình một nút kéo sợi len dài nè mình cũng móc lên 10 mũi móc xích 1 2 3 4 5 6 7 8 9 và 10 sau đó móc lên một mũi móc xích ngược lại với cái sợi rau kia thì chân thứ 10 móc một mũi dời chân thứ 9 móc một mũi dời bỏ qua chân thứ 8 móc vào chân thứ 7 một mũi dời bỏ qua chân thứ 6 móc vào chân thứ 5 một mũi dời bỏ qua chân thứ tư móc vào chân thứ ba cho mình hai mũi dời chân thứ hai móc hai mũi dời và chân cuối cùng móc một mũi dời sau đó móc lên một mũi móc xích kéo và cắt len mình cũng cột hai đầu dây lại có thể chích một ít keo để cố định lại được cho cái sợi len của mình nó không có bị bung ra ha sau khi đã đính cho mình được hai rau vào hai bên rồi, các bạn tiếp tục gắn cho mình thêm hai mắt để trang trí nè. Mắt các bạn có thể dính cho mình sát ở phía dưới của mũi và mình có thể trang trí thêm một cái miệng ở phía dưới ha. Bên trên đầu dây thì mình sẽ sử dụng một cái nút gỗ, các bạn sẽ luôn cho mình cái đầu dây vào để khi mình sử dụng mình có thể kéo cái nút gỗ ra, mình để phụ kiện vào bên trong ha. Mình có thể để tỏi hoặc là một số phụ kiện nhỏ cho bé. Sau đó khóa lại nè. Như vậy là mình vừa hoàn tất được một mẫu túi tỏi hình chú rồng xinh xắn như thế này. Các bạn cũng có thể thay đổi màu tùy thích ha. Khi thực hiện mà có điểm nào không hiểu thì để lại bình luận bên dưới để mình giải đáp thắc mắc. Chúc các bạn móc thành công.